Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn mẫu ủy nhiệm chi của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, gọi tắt là BIDV. Và đây là cái mẫu ủy nhiệm chi C004. Và đây là khổ giấy A5. Đây là file Word dùng để trình bày tất cả những cái nội dung của ủy nhiệm chi. Và để tạo được một cái ủy nhiệm chi như thế này thì chúng ta cần phải có một cái file Excel là lệnh chi. Đó. Thì như vậy là để đã tạo được một cái ủy nhiệm chi thì chúng ta sẽ cần có hai file. Thứ nhất là file Excel lệnh chi và thứ hai là file Word trình bày nguyên những cái nội dung của file của cái ủy nhiệm chi. Thì các bạn có thể download cái file Excel này và cái file Word theo đường link ở phía bên dưới video. Và sau khi download về, các bạn hãy copy vào cái thư mục nào đó trong ổ cứng. Và các bạn nên nhớ là các bạn nên để hai cái file này vào chung một thư mục. Và trong lần sử dụng đầu tiên, đây mình sẽ tắt đi cái file Word này, dùng để in này. Đó, trong lần sử dụng đầu tiên thì cái đường link của các bạn nó sẽ không còn nữa. Tức là đường link từ file Excel sang file Word nó sẽ không còn nữa, bởi vì nó khác cái đường dẫn của mình. Thì để chính vì thế là mình phải update lại cái đường dẫn của những thông tin lệnh chi. Đó, thì các bạn vào Mailly, chọn Select và chọn User. Tiếp theo các bạn chọn cái đường dẫn thư mục chứa cái file Excel lệnh chi. Đó, các bạn nhấn Open. Ok, đó. Như vậy là cái đường dẫn mail từ link từ cái file Excel sang file Word này nó sẽ được chính xác tuyệt đối. Thì như vậy là khi chúng ta làm việc trên cái file Excel lệnh chi thì chúng ta sẽ link được sang cái file Word này. Và bây giờ thì để link, để tạo được một cái ủy nhiệm chi thì đầu tiên chúng ta phải tắt cái file Word đi. Sau đó các bạn mở cái file Excel lệnh chi lên. Đó, ở đây, đây ví dụ là cái lệnh chi của mình. Ở trong cái file Excel lệnh chi này thì nó gồm có những phần số ủy nhiệm chi này, ngày tháng năm, người hưởng, số tài khoản ngân hàng người hưởng, số tiền bằng chữ và nội dung chuyển tiền. Đây ví dụ mình sẽ tạo một cái lệnh chi, cái ủy nhiệm chi nữa. Đây là số 02 chẳng hạn. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 3 năm 2018. Mình sẽ chuyển cho công ty có tên là công ty cổ phần xây dựng Thái Nguyên chẳng hạn, ví dụ thế. Số tài khoản 3901000888888 tại Ngân hàng Thương mại Đầu tư Phát triển Việt Nam. Số tiền ví dụ là 80 triệu đồng ạ. Ok, thì như vậy là các bạn ý là khi mình nhập số tiền xong thì cái số tiền bằng chữ bên này nó sẽ tự động được chuyển đổi từ số sang chữ. Tiếp theo đến phần nội dung chuyển tiền thì chúng ta ghi nội dung mà các bạn muốn chuyển tiền vào. Ví dụ như là mình ghi là chuyển tiền tư vấn giám sát. Ok, đó, sau khi đã tạo được một cái lệnh chi thì chúng ta sẽ save lại, sau đó tắt file Excel đi. Bây giờ các bạn mở cái file Word lên và chọn Yes. Đó. Thì ở đây các bạn thấy là ở trong cái ủy nhiệm chi này nó vẫn là số 01, bởi vì là mình new là số 01. Còn về cái phần công ty, cái phần công ty chuyển tiền này này. Đấy, thì các bạn có thể đánh trực tiếp vào đây. Đấy, số tài khoản, ngân hàng, chi nhánh. Còn cả cái phần lệnh chi này cho gửi chuyển cho công ty khác thì các bạn làm việc ở bên file Excel kia. Đó. Bây giờ thì mình sẽ vào phần mailing. Đó, mình các bạn để ý vào phần mũi tên này. Các bạn nhấn vào đây. Đó. Thì nó sẽ chuyển sang là cái lệnh chi ủy nhiệm chi số 02. Nó chuyển cho công ty cổ phần xây dựng Thái Nguyên. Đây là số tài khoản này. Đấy, số tiền là 80 triệu đồng này. 80 triệu đồng.
nội dung chuyển tiền sẽ tự động được link từ file Excel sang. Các bạn không phải đánh vào trên cái địa chỉ này nữa. Đó. Sau đó mà sau khi đã link xong thì các bạn có thể in ra hai liên, bởi vì ngân hàng BIDV họ chỉ cần hai liên thôi. In ra hai A5. Sau đó các bạn, sau khi in ấn xong các bạn có thể lưu lại. Và sau khi mà lần sau các bạn mở lên thì nó sẽ ở cái liên 2, ở cái ở hiển thị số 02. Đấy, như vậy là nó rất là tiện, các bạn có thể quản lý được tất cả những cái ở hiển thị trong một file Excel này. Đấy, 100 cái thì đủ thế. Các bạn có thể download hai cái file Excel và file Word này theo đường link ở phía bên dưới video. Như vậy là mình vừa giới thiệu các bạn cái mẫu ủy nhiệm chi của ngân hàng BIDV. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.